Dạ, Tinh Y Đoàn mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị với những cung đường lang thang của Tinh Y ở khu vực Sài Gòn. Trước mặt anh chị đó là Thảo Cầm Viên. Bây giờ khoảng 10 giờ ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 24 tháng 1, 2023. Tinh Y cũng rất là vui cập nhật anh chị hình ảnh đường phố Sài Gòn, những con đường trung tâm. Chúng ta xuất phát từ Thảo Cầm Viên để chúng ta về khu vực chợ Bến Thành. Đây là khu vực trung tâm với những hình ảnh rất là thân quen. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hàng cổ thụ, mé trái là ra cầu Thị Nghè. Và xin đi bắt đầu từ đây anh chị ha, đi đại lộ Thống Nhất là để chúng ta về với lại khu vực nhà thờ Đức Bà, con đường Tự Do và về chợ Bến Thành. Mời anh chị nhé. Đối với những ngày Tết thì đường phố thì nó sẽ vắng vẻ hơn ngày thường cũng rất là nhiều. Chỉ có những người người ta đi đường Hoa Nguyễn Huệ, đi tới những cái khu hội Hoa Xuân, rồi trung tâm giải trí, rồi đi chúc Tết. Và đại đa số thì người ta về quê ăn Tết anh chị. Đường phố thì vắng vẻ, chứng tỏ rằng người nhập cư về Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp cũng rất là đông. Thời tiết nó cứ mây mây anh chị, nắng thì nó không gắt giống như những cái năm trước đâu. Sáng thì trời mát mẻ, rất là thích hợp để chúng ta đi lang thang như thế này. Mé bên trái là con đường Cường Đệ năm xưa đó, bên phải là con đường Đinh Tiên Hoàng. Đây là cái thành Ông Đèm ngày xưa nè, cả trăm năm rồi đó. Rất là tiếc cái hàng cây ngay trên con đường Cường Đệ này bị chặt hết rồi. Nó là một cái cầu Thủ Thiêm 2 để bắc qua vùng đất Thủ Thiêm. Thấy đường phố Sài Gòn những ngày Tết cũng rất là ngộ, ngộ lắm ai ơi anh chị ha. Đường vắng quê rất là thích. Mấy hôm nay thì xin đi cứ Vũng Tàu Sài Gòn, Sài Gòn Vũng Tàu liên tục anh chị. Về thăm gia đình rồi xong lên đi chúc Tết bên gia đình vợ rồi lại về Vũng Tàu tiếp. Lên xuống sướng sẵn tiền đó chở anh chị để cập nhật đường phố Sài Gòn. Thì đối với những ngày Tết thì ai gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng và chúc Tết những cái câu như là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, rồi một cái năm mới an khang thịnh vượng, rồi vạn sự như ý. Và nhân đây thì xin y, nhân dịp năm mới thì xin y cũng kính chúc anh chị các bạn cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và một điều rất là quan trọng, vạn sự như ý. Cứ muốn gì là có đó, muốn gì có đó, muốn sức khỏe là có sức khỏe, muốn tiền là có tiền, phát tài phát lộc. Giờ đây là con đường Mạc Định Chi, lãnh sự quán Mỹ nè anh chị. Rồi chúng ta đi qua anh chị ha. Còn về tình hình kinh tế thì dự đoán trong 2023 thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Đối với người giàu thì nó đơn giản rồi, nhưng mà những người lao động thì sẽ khó khăn anh chị. Những người buôn bán lao động hỏi quanh quanh một số người bạn bè mà thân á, năm nay buôn bán như thế nào thì mãi lực thấp hơn năm ngoái nhiều lắm. Mà anh chị cũng biết năm ngoái là dịch cúm, vừa hết dịch cúm rồi xong là ăn Tết, anh chị nhớ không? Vừa hết cái phong tỏa là ăn Tết đó, mãi lực còn cao hơn kể cả năm nay. Và cái việc phân cấp giữa giàu và nghèo nó chênh lệch cao lắm, xa lắm. Tính ra trung bình thu nhập đầu người GDP thì cao, nhưng mà hóa ra người giàu thì người nghèo anh chị thấy nó chênh lệch như thế, chia vậy thì nó không hợp lý mấy.
Rồi, ở đây là chúng ta tới giao lộ con đường Phạm Ngọc Thạch Duy Tân nè anh chị, và Sunny sẽ cùng với anh chị chúng ta sẽ đổ dốc con đường Tự Do. Nay là Đồng Khởi, xưa hơn nữa là con đường Katina, để chúng ta về chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì cái bồn binh Quách Thị Trang thì nó không biết như thế nào mà nó rất là tiện lợi, nó là một hình ảnh của Sài Gòn xưa và nay, và nó rất là tiện lợi đi lại. Nhưng mà cái bồn binh Quách Thị Trang ngay chỗ có tượng đài ông Trần Nguyên Hãn đó, thì bây giờ làm cái ngã tư, mà ở đó thì giao lộ thì giao cắt quá trời, thì chạy thì cũng rất là khó. Tất nhiên chạy riết cũng quen thôi, nhưng mà xin nghĩ là nó phải có một cái bồn binh của chợ Bến Thành, nó là một cái biểu tượng luôn rồi. Chứ mà giờ chạy ở đó là ngã 6, ngã 7 mà chạy sao chạy anh chị, mà nó ngay ngã 4 thì nó kỳ quá, nó lạ lắm. Mấy bữa xin đi hơi rối luôn mà. Chợ Bến Thành là một cái công trình kiến trúc cổ xây dựng năm 1914 đến giờ mà. Và cái bồn binh chợ Bến Thành nó trở thành là một cái biểu tượng của Sài Gòn luôn rồi. Không những biểu tượng, và nó cũng là một cái công trình mà nói về tâm linh anh chị. Nó giống như là giống như hồ con rùa, giống như là trứng yểm. Bồn binh cây liễu cũng là dạng như cũng trứng yểm, và kể cả bồn binh chợ Bến Thành cũng vậy. Và góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy nhà thờ Đức Bà, bưu điện Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà thì cũng chưa trùng tu xong anh chị ha. Mọi người cũng ra đây chụp hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ dốc con đường Tự Do nha anh chị ha. Đúng là không có bồn binh của chợ Bến Thành thì nó rất là kỳ bí. Một lát Sunny sẽ chạy vòng vòng cái khu vực đó để anh chị xem coi như thế nào, có khó đi hay không. Cái bồn binh ngay chỗ giao lộ ngã tư Nguyễn Huệ và Lê Lợi, ngày xưa thì nó là phố đi bộ, sau đó thì làm một cái vòi nước, cái bồn binh phun nước, nhưng mà bây giờ được mở ra xe gắn máy thì chạy được hết rồi anh chị. Xin đi thường gọi là bồn binh cây liễu đó, ngày xưa trồng cây liễu nhưng mà bây giờ thì không còn cây liễu nữa. Đây là những người ta đi chơi thôi anh chị ha, chứ không có đi làm. Bữa nay còn Tết mà, còn mùng là còn Tết. Cái câu đó là cái câu xưa lắm rồi anh chị, chứ bây giờ thì cuộc sống thì khó khăn. Sunny có quay cái chợ Bà Chiểu nè, còn có một số nơi thì người ta đã ra chợ buôn bán rồi. Trước nhà hát lớn thành phố thì có một cái sân khấu rất là lớn. Sân khấu nè, và đây là phố đi bộ thì mình không được vô rồi anh chị. Đây là phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ, vậy Sunny sẽ vòng lại con đường Hai Bà Trưng thôi. Khách sạn Caravel. Nói chứ hiện tại thì Sinh Y cũng không rành chính trị mấy, nhưng mà cũng nghe đọc báo thông tin thì có một số việc
thì tình hình chính trị cuối năm cũng hơi bất ổn, thì những nhà đầu tư thì cũng đang đặt cương vị như mình cũng vậy anh chị, muốn đầu tư vào một cái nơi nào đó hoặc thuê mướn một chỗ nào đó buôn bán cũng vậy, coi gia đình ta làm sao, anh em có hòa thuận hay không đó, rồi mình mới thuê mướn đó. Nên chính vậy là không biết là sang năm 2023 thì như thế nào, thì cũng chờ đợi thôi, chờ đợi. Tại về tình hình chính trị đó, đối với những người trong nước đó, anh chị biết, giả tỷ mình biết thì mình sẽ chia sẻ thông qua báo chí chính thống, báo chí của nhà nước, chứ mà mình cứ nghe đồn rồi xong mình nói là bị phạt đó anh chị, nên đôi khi thì biết nhưng mà thôi, mình chiêm nghiệm thôi anh chị. Rồi, xin đi thẻ. Đây là con đường gì á, con đường Gia Long. Trời, chắc quẹo phải quẹo lại rồi. Trời, đi con đường quẹo lại anh chị ha. Xin lỗi anh chị nha, quẹo lại đi con đường Lê Thánh Tôn để về với lại phía sau chợ Bến Thành. Đường xá thì anh chị thấy vắng không? Vắng lắm. Rồi, chúng ta quẹo phải. Đây là sở giáo dục năm xưa nè, bây giờ cũng là sở giáo dục anh chị. Thì đối với người ta đi làm việc thì mùng 6 đã đi làm lại hết rồi. Người nào có phép thì xin nghỉ phép. Đến qua tuần thì họ sẽ đi làm, tại mùng 6 nó rơi vào thứ 6. Và thường thường đi làm thứ 7 chủ nhật nghỉ, nên người ta đa số là nghỉ phép để đi du lịch. Còn riêng Sunny thì sẽ phục vụ anh chị bằng những cái video đường phố lễ hội, ví dụ như thông qua những cái chùa, những cái lễ hội vân vân, vu lân, giống như mình nói là sinh ra để phục vụ, quan trọng là đem tới niềm vui tới anh chị là Sunny vui rồi. Tại ngày xưa thì đối với kênh Sunny Đòn còn nhỏ bé thì nó không có khán giả, nhưng mà ngày hôm nay thì dù sao đi nữa thì cũng có cô chú anh chị cũng yêu thương, nên chính vì mình phải cố gắng phục vụ. Rồi, Sunny sẽ đi thẳng con đường này, tò đâu chánh anh chị. Đường hoa Nguyễn Huệ là tới mùng 5 sẽ hết. Trước mặt anh chị đó là con đường Pasteur. Con đường Pasteur rồi đến con đường Công Lý, này là năm kỳ khởi nghĩa phía trước mặt. Đó là những con đường một chiều.
Dạ, ở Bến Thành thì các tiểu thương cũng nghỉ bán anh chị. Đây là một cái lồng chợ thì có sự quản lý của ban quản lý chợ nên chính vậy là nghỉ bán và Sunny sẽ cập nhật cái bùng binh Quách Thị Trang. Nghe nói là cái này làm tạm, tương lai thì không biết như thế nào mà rất là khó, dòng xe đi lại thì nó ngộ ngộ, nó lạ lạ, trở thành ngã tư. Ngã tư thì giao cắt nhiều con đường lắm, làm sao mà đi. Đây là đại lộ Lê Lợi, con đường sách nha anh chị ha, nó kết hợp đường hoa Nguyễn Huệ luôn. Rồi ở đây đó, thì ở đây thì có, ở đây thì nó có một cái rào như thế này, có cái rào thì ở trước chợ thì xe chạy, hồi xưa là chạy ngang, chạy thẳng luôn, nhưng mà bây giờ thẳng qua lê lai, nhưng mà bây giờ phải vòng, rất là khó chịu. Sunny sẽ cũng đi vòng chia sẻ với anh chị nha. Lạ lắm hai ơi. Bà con cũng ra đây ngồi trên những chiếc xích lô để chụp hình cái chợ Bến Thành, biểu tượng của Sài Gòn đó. Và ở đây là cái bùng binh Quách Thị Trang đây, ngay góc này là bùng binh Quách Thị Trang. Và bây giờ cái đường nó cứ vòng bên Hàm Nghi, quẹo qua bên đây, rồi Hàm Nghi thì đi giống như chiếc xe bus đó, đi qua bên đây là con đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão đằng xa, rồi đi qua ngã tư. Còn mình thì ở trước đây là để một cái khoảng trống. Rồi mình đi một vòng chợ nha anh chị. Rồi đi thẳng là con đường Trần Hưng Đạo. Trần Đạo rồi xong Phạm Ngũ Lão. Bên phải những cái tấm tre màu xanh đó là cái trạm metro Bến Thành Suối Tiên, công trình thế kỷ đó, 14-15 năm chưa thấy gì. Đây con đường Phạm Ngũ Lão nha anh chị ha. Năm nay công viên 23 tháng 9, bông hoa thì bán ế lắm anh chị. Năm nay ôi thôi, ế quá trời ế, tội mấy người buôn bán. Người ta mua của nông dân, người trồng bông hoa rồi về đây buôn bán, mà năm nay thì đường nào cũng có bông hoa, làm sao mà buôn bán hết được. Phường nào, quận nào cũng có chợ hoa Tết. Giá hoa, nói chung là giá bông hoa Tết nó cũng cao rồi. Cuộc sống thì nó khó khăn, mọi người cũng đợi ngày cuối để coi có giảm giá hay không. Một số người thì giảm giá mong là bán hết, còn một số người thì thôi chặt. Hình ảnh đó thì nó cũng không hay mấy. Rồi chúng ta quẹo qua đây. Đây có những cái chậu cúc đơn côi nè. Chậu cúc này cũng khoảng là
một cặp mấy bữa xin đi hỏi thì cũng khoảng là 5 triệu một cặp nha anh chị ha. 5 triệu một cặp. Bây giờ coi như là nằm coi như là khuyến mãi luôn cho công viên đơn côi. Rồi chúng ta ra con đường ngã 6 Phù Đổng. Rồi chúng ta quẹo về chợ Bến Thành. Ngã 6 Phù Đổng. Kia là con đường một chiều, mình đi đâu nữa đây? Chợ Bến Thành đổ xuống là một con đường một chiều, con đường Lê Lai đó, một chiều. Tới kia Sunny sẽ quẹo con đường Chương Trình nhé. Còn quẹo ở đây là con đường Lê Lai rồi, bên phải là con đường Lê Lai, bên trái là con đường Chương Định. Ý có người đi con đường hai chiều, hai chiều mấy bữa là một chiều, bây giờ trở thành hai chiều. Phố xá thì vẫn khỏe. Khi mà đứng đây thì mình có thể mình quẹo con đường này để ra con đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão cũng được. Nếu mà có đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta đi băng qua con đường Hàm Nghi bên kia. Đây là chợ Bến Thành. Rồi Sunny sẽ đi con đường Quỳnh Thúc Kháng nha anh chị, một đoạn con đường từ Quỳnh Thúc Kháng. Quỳnh Thúc Kháng quẹo bên kia. Thôi Quỳnh Thúc Kháng quá. Nếu mà quẹo Quỳnh Thúc Kháng thì không biết có đi qua bên kia được hay không. Để coi. Ngày xưa thì có bùng binh thì quẹo một cái một Nếu mà chúng ta đi con đường Quỳnh Thúc Kháng, để thôi xin đi xuống con đường Hàm Nghi, xin đi quẹo qua Quỳnh Thúc Kháng nha anh chị ha. Đi ngõ này thì mình quẹo qua đại lộ Lê Lợi, nhưng mà sợ nó đi có người quẹo kìa, có người quẹo quẹo qua Quỳnh Thúc Kháng được. Chợ Bến Thành, đây là con đường đi bộ nè. Đại lộ Lê Lợi phía trước mặt. Rồi bên đây sẽ quẹo trái. Quẹo con đường này là con đường Quỳnh Thúc Kháng. Quẹo đây là nó hơi ngược ngược, sai sai. Nếu mà quẹo con đường Quỳnh Thúc Kháng thì rất là khó. Đây là nó ngược chiều ở đây mà.
rồi Huỳnh Thúc Kháng để chúng ta về phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hoa Nguyễn Huệ. Con đường này là con đường hàng có những cái cây giống hàng me, rồi có trường kỹ thuật Cao Thắng. Con đường này là một con đường nhánh anh chị, nhẹ nhàng lắm, không những ngày Tết mà ngày thường cũng vậy, nhẹ nhàng. Nói chung là nó đi mới đầu chưa quen thì đi ngay chỗ trước chợ Bến Thành thì nó hơi ngộ ngộ, đi một thời gian mới quen. Mà đối với Sunny thì Sunny đi nhiều thì mới quen, nhưng mà đối với những cái anh chị mà ở tỉnh lâu lâu mà chạy xe lên Sài Gòn mà chạy tới đó thì cũng hơi rối. Nếu có bùng binh thì rất là đơn giản, bùng binh thì chúng ta sẽ vào cái bùng binh thôi, đi vòng thôi, rồi tẻ ra những con đường. Thì hy vọng rằng tương lai sẽ làm lại, tái lập lại cái bùng binh giống như là cái bùng binh cây liễu ngay chỗ đại lộ Lê Lợi và đại lộ Nguyễn Huệ. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Và không quên kính chúc cô chú anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại, bye bye.